What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review một em bé phim cơ nữa. Và tiếp tục là đến từ hãng Idora. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với cái phiên bản đó là EK375. Trước đây thì mình đã có review một con EK375 phiên bản Pro rồi. Thì hôm nay sẽ là phiên bản thường. Phiên bản thường này thì nó sẽ ra mắt sau phiên bản Pro một chút. Để xem được coi phiên bản thường này có khác cái phiên bản Pro gì trước đây không nhé. Ok, let's go. Đầu tiên thì như cái cách đóng hộp mà các bạn thấy đó là nó sẽ không có thay đổi gì nhiều. Đó. Cũng là một cái kiểu truyền thống như vậy luôn. Logo rồi các cái thông tin khá là cơ bản. Ở phía bên trong thì chúng ta thấy rõ là em bàn phím nằm ở giữa hai cái mút ở hai bên. Đó. Thế là mình sẽ mở bàn phím sau. Chúng ta xem thử coi trong này nó còn có thêm cái gì nhá. Một cái nhổ keycap, cái nhổ keycap này cú bắp thôi. Một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng bàn phím. Và cuốn này thì nó cũng khá là mỏng, không có nhiều. Đó. Một cái cọng dây nhựa thôi, từ tay A sang tay C. Dây nhựa này thì mình thấy nó cũng bình thường, không có dày dặn lắm mà cũng không có cục chống nhiễu luôn. Ngoài ra thì nó sẽ không còn gì hết. Ok, quay trở lại với em nhân vật chính của ngày hôm nay. Em EK375 bản phiên bản thường nha. Thì như các bạn thấy khi mà mở hộp ra, chúng ta sẽ thấy được một cái bộ keycap kết hợp giữa màu tông màu này, tông màu đỏ nâu với lại màu đen. Phông chữ của nó sẽ là phông chữ màu vàng đậm. Và như các bạn thấy thì con này nó sẽ có cái chuẩn layout 75. Và thay bằng cái màn hình thì chúng ta sẽ có một cái núm rất là to ở đây. Mình rất thích cái kiểu núm to như thế này. Tại vì núm to thì rê nó sẽ dễ hơn và nó đỡ bị cấn. Ngoài ra thì cái núm này sẽ là bằng kim loại nha các bạn. Đó, nhìn rất là bóng và mượt. Với cái layout 75 này thì chúng ta sẽ có thêm cụm mũi tên và một số nút ở đây. Chúng ta sẽ có thêm một cái con F13 nữa. Tuy nhiên thì cái này nó sẽ thay thế bằng nút đeo. Tổng thể thì cái build của nó mình nhìn thấy cũng rất là quen thuộc rồi. Rất là nhiều hãng bây giờ nó đang sử dụng cái build như thế này. Và cái chất lượng build của nó thì mình thấy cũng tạm ổn. Tại vì mình vẫn xoắn thì nó vẫn cứ cong vênh như bình thường. Có lẽ là do con này đang sử dụng blade sẽ là blade bằng PC thôi chứ không phải blade thép. Ok, mình sẽ thử mở keycap ra để kiểm tra xem được cái chất lượng keycap của con này nó sẽ như thế nào nha. Này, em này đang sử dụng một bộ keycap đó là nhựa PPT và sẽ là double shot. Tuy nhiên thì cái lớp nhựa phía bên trong thì nó sẽ không có được in tràn ra ngoài, không được đúc tràn ra đây mà nó chỉ đúc ở mặt trên thôi. Cho nên cái tổng thể cái keycap này thì nó sẽ khá là mỏng. Đó, mặc dù cái ký tự ở trên mình thấy làm rất là sắc nét nha. Nó sẽ mỏng hơn nhiều so với những cái loại keycap PPT chất lượng khác. Với những cái keycap như thế này mình thấy nó cũng ổn thôi. Chứ còn nói về ngon thì có lẽ là không. Do cái con này nó, cái giá thành của nó cũng rất là rẻ rồi. Tiện đây thì mình cũng mở ra xem luôn cái dòng switch. Con này thì mình kiểm tra thấy hình như không có hot swap rồi các bạn. Nó sẽ được hàn cứng vào trong mặt luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ staff và đã được lúp sẵn rồi. Các bạn có thể nhìn thấy rõ cái lớp lúp ở trong phía trong staff như thế này. Đó. Và cái switch của nó sẽ là switch red của thằng Idora luôn nha các bạn. Red của Idora, với cái dòng red của Idora này mình thấy cái cảm giác gõ của nó mượt. Tuy nhiên thì cái độ ping của nó thì vẫn còn rất là nhiều. Đó, ping nhất là ping lò xo. Nếu mà các bạn muốn ngon hơn thì tốt nhất là các bạn nên gỡ ra. Mình lúp lại. Còn nếu không thì để xài cũng được. Tuy nhiên thì con này lại là hàn cứng nha các bạn. Về cái chất lượng staff thì mình thấy nó cũng rất là chắc chắn rồi. Blade thì sẽ là blade PC. Đó, các bạn nhìn thấy có blade PC ở đây. LED của nó sẽ là phía trên, là con này là mặt ngược. Về cái chất lượng staff này thì tí nữa mình sẽ sao test xem thử coi nó đã làm ok chưa nha. Về cái chuẩn keycap của nó thì vẫn sẽ là cái chuẩn OEM thôi, chứ không phải là chuẩn Cherry. Chuẩn OEM, PPT Double Shot. Nói chung với cái bộ keycap này thì mình nghĩ khá là ok. Chúng ta sẽ có kickstand 2 tầng ở phía đằng sau. Đó. 4 cái chân cao su rất là lớn ở đây. Chúng ta sẽ có cái sticker của hãng.
tem bảo hành. Ở phía trên này chúng ta sẽ có cái cổng Type-C, cổng này sẽ là cái cổng kết nối luôn nhé. Đó, và như các bạn thấy là nó sẽ có các cái ngàm để kết nối giữa mặt trên với mặt dưới. Đó, rất là rõ ràng, tí nữa mình sẽ mở ra xem thử phía bên trong nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ cắm dây vào xem thử nó có hệ thống đèn LED như thế nào nhé. Đây. Ok, sau khi cắm dây thì các bạn thấy đó, đèn LED của nó sẽ là đèn LED theo kiểu rainbow, tức là sẽ không có đổi màu được LED mà chỉ có đèn LED cố định như thế này. Và chúng ta sẽ có đổi được các cái chế độ đèn LED thôi. Và cách đổi thì chúng ta sẽ ấn FN với lại cái nút nút xịt ở ngay phía trên Enter này. Tuy nhiên thì cái con này tuy là LED rainbow nhưng cái hệ thống đèn LED của nó rất là sáng nha. Mình nghĩ là nó sẽ sáng hơn là cái phiên bản RGB luôn đấy. Tại vì cái như các bạn thấy là cái phần phía dưới chân của các cái keycap nó sẽ sáng lên rất là nhiều. Nếu mà bạn nào muốn sáng hơn thì có thể thay một cái bộ keycap xuyên LED nữa thì cũng khá là cháy đấy. Đó, cực kỳ là sáng luôn, mặc dù là đèn ở trong phòng của mình đang để rất là nhiều. Về các cái chế độ đèn LED thì mình nghĩ cũng không có đánh giá cao lắm đâu. Tại vì con này là LED rainbow cho nên LED của nó thì cũng chỉ để chủ yếu là làm sáng các ký tự để chúng ta có thể nhìn thấy thôi. Ngoài ra thì con này nó sẽ không có phần mềm nha các bạn, không có phần mềm hỗ trợ để chúng ta có thể macro hoặc là chỉnh LED, tại vì nó là phiên bản rainbow mà. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có chữ Win và macOS ở đây. Đây chính là cả hai cái hệ điều hành mà bàn phím này nó có thể hỗ trợ. Nên các bạn yên tâm là nếu như các bạn dùng Mac thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được nha. Ở ngoài ra thì các ký tự của keycap nó cũng có in luôn các cái chức năng của Mac ở trên này. Khá là hay. Và hiện tại khi con này IDRA đang có ba cái phiên bản, đó là Red Switch, Blue Switch và Brown. Thì tí nữa mình sẽ sao test luôn cho anh em nghe luôn ba cái phiên bản để các anh em tiện thể so sánh nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử tháo ra xem thử coi ở phía bên trong này thì IDRA đã có mock mic hay độ điếc gì cho con này chưa nha. Và để tháo ra thì trước tiên các bạn phải tháo được cái núm này ra nhé. Cái núm này thì nó sẽ khá là cứng đó. Đây, sau khi tháo cái núm ra thì chúng ta sẽ có một cái nhựa ở phía bên trong và một cái cục kim loại phía bên ngoài. Cái cục kim loại thì nó cực kỳ dày luôn này. Cái nhựa này thì để kết nối giữa cái núm kim loại này với lại cái núm xoay của phía dưới. Đó, bây giờ sau khi tháo núm ra thì chúng ta có thể dùng tay nạy nhẹ nhàng các cái khớp ở xung quanh bàn phím là có thể gỡ ra được rồi. Con này được cái thì nó sẽ khá là dễ gỡ. Cho nên là các bạn cũng có thể móc lại được một chút xíu. Ví dụ như chúng ta có thể gỡ ra để rã hàn những cái start chẳng hạn. Đó, để chúng ta làm lại start. Nếu như mà nó lỏ quá thôi. Đây, chúng ta sẽ nạy được cái top nó ra rồi. Top chịu nó liên kết chịu bằng ngàm thôi, cho nên các bạn yên tâm nha. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái plate của nó sẽ là plate PC. Con này thì nó sẽ không dùng pin cho nên là chúng ta sẽ nhấc lên bình thường thôi, không có liên kết gì với phần đáy hết. Ở giữa thì chúng ta thấy là con này được IDRA hỗ trợ luôn một cái tấm này là tấm silicone chứ không phải là dùng foam như những con khác nha. Tấm này là tấm silicone rất là dày. Đó, trên mặt plate PC thì chúng ta sẽ thấy có những cái gasket. Đây, gasket cũng bằng silicone luôn. Với cái gasket silicone thì nó sẽ không có độ nhún cao lắm. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ giúp cho cái âm thanh của nó sẽ đều hơn từ các phía. Con này mình thấy được cái gasket nó thiết kế khá là đồng đều, bố trí hầu như ở tất cả các góc cạnh luôn. Cho nên chắc chắn là cái cảm giác gõ của con này nó sẽ đồng đều hơn nhiều so với những cái con mà nó bố trí gasket hơi lỏ. Về mặt PCB của con này thì đây, chân switch thì được hàn trực tiếp vào trên mặt rồi. Chúng ta không thể nào mà hot swap được. Và muốn móc thì các bạn phải rã hàn ra nha. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái chân hàn của con này khá là đẹp. Mặt của nó thì cũng cực kỳ đơn giản luôn. Tại vì con này dùng dây thôi chứ không có móc gì hết. Không có khung dây cho nên là mặt của nó cũng rất là đơn giản luôn. Đấy, phía trên này thì chúng ta sẽ có cái cổng Type-C. Thế thôi. Chúng ta sẽ đi vào cái đáy của em này. Và đây là cái đáy của em này đây. Dưới đáy này thì cũng khá là bất ngờ khi mà IDRA đã trang bị cho chúng ta thêm một cái tấm silicone nữa. Và tấm silicone này thì cũng sẽ được đổ theo khuôn của đáy. Đó, cho nên nó sẽ hầu như là bức kín luôn, không có hở. À, tuy nhiên thì mình thấy có một cái khoang rất là lớn ở đây. Có lẽ đây là cái khoang dành cho cục pin của thằng này. Và cái khoang này thì mình nghĩ nếu mà đã làm dùng dây thì tốt nhất là cũng lấp luôn đi chứ để làm gì nữa. Còn nếu không được các bạn nên kiếm một cái tấm foam. Mình lót lại phía này.
để cho nó đỡ bị rỗng. Nếu vậy thì cái hàng ép này khi mà gõ nó, cái tiếng vào đây nó sẽ bị vang đi. Cho nên tốt nhất là các bạn gỡ ra, các bạn lót thêm vào nhé. Còn ngoài ra thì xung quanh thì nó đã làm một lớp silicone rất là dày và đẹp rồi. Ok, bây giờ mình lắp lại nhé. Đấy, để lắp lại thì nó cũng đơn giản như là gỡ ra thôi. Con này thực sự là một trong những cái con mà mình thấy nó, cái việc tháo lắp của nó vô cùng là đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần quan trọng nhất, đó là sao test và cũng như là sẽ nêu cái cảm nhận của mình khi mà gõ con này nhé. Ok, thì như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em cả ba phiên bản từ Red, Brown cho đến Blue Sweet của em này. Và thực sự là mình khá là bất ngờ với cái tầm giá rẻ mà Idora có thể làm tốt những cái ví dụ như là Stab như thế này. Đặc biệt là bản Blue nha. Mình lại thích cái nghe cái tiếng của bản Blue này. Tại vì cái âm thanh của nó rất là gọn và hầu như là không có bị lọc sọc luôn. Đó, những Stab này thì mình chỉ nghe thấy tiếng clicky và cái tiếng hơi lọc sọc của cái dòng Sweet thôi. Chỉ còn hầu như Stab của nó sẽ rất là ổn định. Đó. Và ngoài ra thì những cái tiếng vang của cái con Sweet này hầu như là đã triệt tiêu hết, do con này đã được lót rất là dày và kỹ nữa. Cho nên là nghe cái tiếng của nó cực kỳ gọn gàng luôn. Tuy nhiên thì những cái hàng như hàng F7, F8, F9 này này, những cái hàng mà gần cái phía cái chỗ pin bị rỗng đó, thì các bạn nên lót lại, tại vì nó sẽ hơi vang một xíu. Đó, cái này thì đã khá fit, cũng khá là đơn giản thôi. Và thực sự là với một cái con phím cơ giá rẻ layout 75 như vậy là đã được làm quá tốt rồi. Còn về cái bản Red với Brown thì các bạn không phải lăn tăn rồi, tại vì nghe nó âm thanh nó rất gọn và rất là chắc. Do cái tổng thể thì build của con này cũng rất là ổn rồi. Và với cái tầm giá chỉ có khoảng hơn 600 ngàn thì mình nghĩ đây là một trong những con bàn phím mà có chất lượng pre-build rất là tốt. Ngoài những cái điểm trừ như là cái mặt của nó sẽ không có hỗ trợ hot swap, mặt ngược cũng như là led của nó sẽ là led thường thôi, thì nó sẽ hầu như không có cái điểm gì đáng để chê trách luôn. Thứ nhất là nó sẽ có chất lượng về step ok này, về switch thì mình nghĩ nó cũng tạm ổn, còn về led thì với cái led rainbow này thì mình nghĩ
nó đủ sáng để cho anh em có thể sử dụng là ok rồi. Cái đặc biệt nữa đó chính là cái phần núm này. Cái phần núm này mình rê cũng khá là ok, mình rê khá là ngon và nó được làm bằng kim loại rất là chắc chắn, cầm nó sẽ khác hoàn toàn với những cái con núm nhỏ 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 bằng nhựa. Trong cái tầm giá thì anh em có đề xuất một con nào khác không? Và nếu như anh em có ý kiến gì thì hãy cứ để lại comment ở phía dưới phần bình luận nha. Còn nếu anh em muốn tham khảo giá thì mình có để link trong phần mô tả đó. Ok, cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye!